Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một cái video phụ tùng thủy lực nhé nè. Trên video này Trung giới thiệu với anh em một cái bộ tay trang 3 tay, bộ duy nhất 3 tay nhé. Hàng 7 14 ly này. Hàng rất là đẹp luôn nhé. Có tổng cộng 4 ngăn. 4 ngăn mà hiện tại nó có một ngăn cơ nhé, một ngăn cơ bình thường nhé em, hai ngõ AB bình thường nhé, còn ba ngăn còn lại thì vừa cơ vừa điện này, nhẹ nhàng ti tuyệt hảo luôn nhé. 14 ly bình thường thôi, có điện. Phần này có quân điện nhé. Ở đây có một cái sợi dây nó bị đứt rồi này. Đây có sợi dây nó bị đứt rồi, anh em phải hàn lại nha. Ngõ in out bình thường nhé anh em, một in một out bình thường nhé. Có xì tê đầy đủ hết. Hàng của Nachi này, lỗ nhớt sạch trơn tuyệt đẹp nhé, nhớt tươi sống bình thường nhé em. Các cái giắc kết nối của nó còn đầy đủ hết này. Con 12V nhé. Rồi, chúng đo cái kích thước bao của nó. Ba anh em có thích vừa cơ vừa điều khiển gì đấy thì xem thử cái con này nhé. Ngang khoảng 20 nhé anh em. Cái chiều trước sau của nó, cái phần thân này. Phần thân thì nó tầm khoảng 12, 12.5 gì đấy. Còn kích thước bao tổng thể luôn. Tổng thể lên đến cái đuôi phía sau luôn nha. Ra đến tận cái tay phía trước luôn, khoảng 30 nhé anh em. Có nghĩa là kích thước bao khoảng 26 x 30 nhé. Còn cái chiều cao của nó thì khá là nhỏ gọn, tầm khoảng mười mấy thôi, 12 đến cái mặt này này. Cái này cứ cấp thủy lực bình thường, anh em cứ điều khiển tay thì điều khiển tay, gạt tay vẫn đi, còn muốn làm cái tay bấm thì cứ làm tay bấm bình thường, điều khiển từ xa hay điều khiển có dây gì cũng như nhau hết. Cấp nguồn cho solenoid nào, ví dụ như solenoid cấp nguồn cho solenoid này thì cái ngõ này nó sẽ là ngõ ra nhé. Ngược lại bên đây thì ra bên đây. Rồi từng côn nhé, từng côn tương ứng nhé nè. Đây, đây, rồi đây với đây. Còn đây là hai ngõ AB bình thường, cơ nó chưa có gắn cần luôn, chưa lắp cần luôn. Hiện tại thì chắc là trên xe thì họ chỉ dùng có 3 ngăn thôi, 3 ngăn điện như vậy thôi. Rồi anh em thấy phù hợp với công việc thì anh em liên hệ nhé. Món hàng có sẵn tại nhà này. Rồi, Trung kết thúc video nhé nè. Trung cảm ơn em đã xem video nhé.